Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Đã có một người bạn gọi cho mình rằng họ đang có một mức nhân sách gần 100 triệu, cụ thể là khoảng 24 triệu đồng, muốn tìm mua một mẫu laptop có một cái thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ và quan trọng là phải đa dụng. Vậy thì đa dụng ở đây là như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu ở ngay trong video ngày hôm nay. Thì ở đây mình đang có một em laptop Dell Inspiron 5410 trong tầm giá khoảng 24 triệu đồng. Thì mình gọi đây là một laptop đa dụng. Đa dụng như nào? Thì đây mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Như các bạn nhìn thấy thì đây chính là những cái phít cao su để giúp hai cái núm cao su hơi nhỏ nhỏ để các bạn có thể mở máy ra và để nâng cao cái góc làm việc. Thì đây là cái góc làm việc thông thường khi các bạn làm việc ở nhà hay làm việc văn phòng thì đa số chúng ta đều sử dụng góc làm việc giống như này. Thì bàn phím được nâng cao lên một chút, mà khi mà cần những cái người xung quanh cần nhìn vào màn hình các bạn mà đông người quá, kiểu người trước người sau muốn nhìn nào thì phải làm nào, thì nó sẽ cần một góc làm việc tốt hơn một chút, đó chính là nằm thẳng ra bàn. Thì đây là một góc làm việc nằm thẳng ra bàn đa dụng đúng không? Nhưng mà khi mà sử dụng ở nhà mà muốn sử dụng như một chiếc máy tính bảng vậy thì làm sao? Thì nếu như bản lề mà không bẻ ra nữa thì bẻ chỉ gãy màn hình thôi, nhưng bản lề của em Inspiron có thể bẻ nữa. Thì ở đây khi mà mình gập thẳng ra thì sẽ thành một cái máy tính bảng luôn, gặp được 360 độ. Thì đây chính là thứ mà mình gọi là một mẫu laptop đa dụng. Các bạn có thể sử dụng với mọi nhu cầu, sử dụng mẫu laptop thông thường hoặc biến thành một mẫu máy tính bảng để có thể sử dụng. Và như các bạn có thể nhìn thấy đây, không biết là có nhìn được không, bởi vì đây là màn hình gương. Một chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề này. Thì khi mà mình lật ngửa ra, mình lật theo hướng như nào, thì ở bên trong khu vực máy và màn hình đây đã có những cái cảm biến để có thể xoay được màn hình sao cho đúng với tư thế sử dụng nhất. Thì màn hình sẽ có độ phân giải là Full HD và là màn hình cảm ứng, thế nên các bạn sẽ có được tặng kèm một cái bút cảm ứng để có thể sử dụng. Thì cái bút cảm ứng này thì mình khuyên các anh em nên sử dụng bút cảm ứng sẽ là hiệu quả nhất, bởi vì nếu như chạm tay liên tục vào màn hình thì sẽ in dấu vân tay và khi đấy cái thẩm mỹ của mẫu laptop sẽ bị giảm đi một chút đấy. Quay trở lại với phần màn hình thì màn hình ở đây sẽ là màn hình 14 inch, cạnh viền hai bên là vô cùng mỏng, trên dưới cũng mỏng bởi vì không chứa thêm logo của Dell. Ở trên cùng các bạn sẽ có thêm một cái webcam nữa, thì webcam này cũng có cái tấm gạt để chúng ta có thể gạt ra và mở vào để đảm bảo tính bảo mật cao nhất. Thì màn hình như mình đã nói là màn hình gương. Tại sao lại là màn gương? Bởi vì màn hình này sẽ là màn hình cảm ứng. Và cái thứ hai nữa, một điểm mạnh của màn hình gương đó chính là cái hình ảnh cực kỳ nổi khối khi so mẫu màn hình chống chói thông thường. Những cái điểm yếu của màn hình gương, ví dụ như trong môi trường studio mình đang ngồi có đèn trên dưới cùng nhau đập vào thì cái màn hình gương này sẽ bị in cái bóng đèn lên đấy, và khi mình nhìn vào mình nhìn được cả mặt mình ở trong đấy. Còn đối với những bạn mà sử dụng trong môi trường bình thường, những môi trường làm việc văn phòng, thì cái màn hình gương này sẽ mang lại cho các bạn cái trải nghiệm là cực kỳ tốt khi sử dụng trong thời gian dài mà không gây hiện tượng mệt mỏi, hoặc khi là giải trí xem phim màn hình gương cho một cái chất lượng gọi là tương đối ấn tượng đấy. Rồi thì nhìn xuống bên dưới chúng ta sẽ có cái phần bàn phím. Thì bàn phím ở đây sẽ bàn phím với layout cực kỳ hợp lý và cực kỳ to. Những cái phím như Control Shift Caps Lock được làm cực kỳ lớn để không xảy ra hiện tượng bấm nhầm khi sử dụng. Và khi gõ văn bản trên mẫu bàn phím này thì mình đánh giá là tương đối ổn. Các bạn sẽ mất khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng để có thể làm quen được cái mẫu laptop này khi mà sử dụng. Cảm biến vân tay trên laptop là điều không thể thiếu được. Thì với 24 triệu đồng, cảm biến vân tay tích hợp thẳng luôn vào nút nguồn thì khiến cho khi bạn nhìn vào sẽ mang cái yếu tố liền mạch rất lớn ở trên cái mẫu bàn phím. Thì khi nhìn xuống phần touchpad, touchpad có một chất liệu phủ tương đối tốt. Khi mình di thì mình cảm thấy là độ mượt ở mức tạm ổn thôi, bởi vì chủ yếu các bạn sử dụng mà khi có bút cảm ứng rồi thì sẽ sử dụng trực tiếp luôn lên màn hình thì sẽ là hiệu quả nhất. Thì xung quanh phần touchpad đây có thêm các cái viền diamond cut nữa để làm cho cái mẫu laptop là xứng đáng trong tầm giá của 24 triệu đồng, hoặc thậm chí là nhìn vào họ cảm giác là sử dụng mẫu laptop có một cái thiết kế sang trọng hơn. Khi mà nhìn sang bên cạnh phải và cạnh trái thì hầu hết những cổng kết nối đều được bố trí tương đối là đầy đủ. Ở bên cạnh phải các bạn sẽ có một jack audio combo, một cổng USB Type A, một khe thẻ micro SD. Ở bên cạnh trái các bạn sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type C, một cổng USB Type A, và không thể thiếu được đó chính là về phần cổng nguồn. Về phần cấu hình thì sao? Thì cấu hình ở đây sẽ là một cấu hình khá là tiêu chuẩn so với những mẫu laptop mà sử dụng ở trong cục tầm giá. Thì với 24 triệu đồng các bạn sẽ trang bị mẫu CPU Intel Core i5-1135G7 4x8 luồng. Và RAM sẽ được lắp sẵn, đó chính là về phần 8GB. Thì RAM đây đã cắm sẵn hai thanh rồi, thì các bạn không cần phải quan tâm đến vấn đề nâng cấp thêm nữa. Và SSD sẽ là 512GB. Và GPU được tích hợp sẽ có hai GPU, đó chính là Iris Xe và sẽ là MX350, sẽ cho các bạn cái trải nghiệm là tương đối ổn định và sử dụng. Thì trong cái video trước thì mình đã có giới thiệu cho anh em về mẫu laptop, đó chính là về Vocho. Thì cái mẫu laptop đấy được trang bị CPU dòng H hiệu năng cao. Thì đối với em này, tên khác Inspiron, vẫn là mã 5410, thế nhưng cái cấu hình đó chỉ cạc rời này, thêm nữa một CPU tiết kiệm điện thì sẽ mang cái tính chất đa dụng hơn đối với những bạn nào mà làm những công việc mà cần sử dụng đến cái đồ họa, cả đồ họa nữa, ví dụ như cả các phần mềm Adobe Premiere các bạn dựng phim, thì cấu hình này sẽ mang cho bạn được cái trải nghiệm là tương đối tốt ở trong tầm giá cho một cái thiết kế mỏng nhẹ và có thể sử dụng trong lúc cần thiết.
Về mặt trải nghiệm sử dụng, sau khoảng 2 ngày của mình thì mình đánh giá của em nó trong vòng 24 triệu đồng là tương đối tốt. Bởi vì khi mà sử dụng màn hình cảm ứng này, mình ngồi trong cái quá trình đèn hất vào thì đúng là hơi chói rồi. Nhưng mà khi mà mình mang ra, mình để vào, mình làm content thì cái cảm giác sử dụng của mình là rất tốt. Có thể đối với những bạn nào không thích bàn phím có sẵn thì hoàn toàn có thể cắm thêm bàn phím rời giống như mình, bởi vì mình sử dụng bàn phím cơ quen rồi. Còn đối với phần màn hình thì mình hầu như là mình không cần sử dụng thêm chuột ngoài nữa, mình sử dụng trực tiếp luôn bút cảm ứng để mang lại cái trải nghiệm sao cho hiệu quả nhất. Vậy thì với khoảng chừng hơn 24 triệu đồng thì liệu các bạn có bỏ tiền ra và mua một em laptop đa dụng Dell Inspiron 54100 không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau và đừng quên đường link sản phẩm ngay dưới phần mô tả nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.